Chào các bạn video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay thì mình quay video bạn ngắm một đôi chuột lang Việt đực của mình. To khủng bồ lồ luôn. To hơn cả con thỏ này. Siêu to luôn. Đồ này mình nuôi từ đợt đầu dòng lang Việt đực này. Ngoài nó khỏe lắm, nó quậy, hai tay ôm không hết luôn này, to khổng lồ luôn. Đấy, nhìn các bạn nhìn mặt này, mặt rất đẹp luôn. Nhìn. To, siêu to luôn. Quậy lắm, một tay cầm không được luôn, tay chân thì béo này. Đẹp. Hai con này mình nuôi từ đợt đầu ấy. Giờ nó phải hơn 1 cân rồi. Nuôi gọi là kỷ niệm đấy. Cho đẹp. Trông quá đẹp luôn. Siêu to. Thả hai con, mấy con thỏ nhìn còn nhỉnh hơn cả con thỏ luôn. Nhau đấy, đánh nhau đấy. Hai con chuột đực mà các bạn nhốt với nhau là nó đánh nhau các bạn nhé. Dòng chuột lang Việt này mua ở Việt Nam rất là dễ này. Dòng này người ta nuôi theo kiểu trang trại rất là nhiều. Thằng thỏ còn ăn này. Bé thỏ đẹp chưa? Mắt ngọc. Cặp này thì nuôi cặp chuột lang Việt này nuôi từ bé với nhau, nhưng mà sau một thời gian ghép cặp mấy con khác giờ nhốt vào nó đánh nhau. Nên giờ chỉ mang ra một tí thôi là phải cất vào rồi. Đấy, hai con gần gần với nhau rồi đấy. Mình phải nhốt nó vào đây, không đánh nhau ấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.
Đây là nó còn nhát đấy. Đấy, đấy, nhìn các bạn nhìn một con nó đang. Răng cứ cập vào nhau là nó đánh nhau đấy. Đang trong tư thế phòng thủ này. Giờ mà thả ra chuồng rộng một chút là nó cắn nhau lắm, kinh lắm. Nhảy đá như gà chọi luôn ấy. Xin chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.